Mình vừa mới tìm được một cái kiểu tô màu tóc rất là phù hợp với lại vẽ màu acrylic maker. Hello hello các bạn, lại là mình Sò đây. Và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu với lại màu acrylic maker nha. Và trước khi cùng nhau bắt tay vào tô màu thì mình sẽ phải chuẩn bị một vài những cái lọn tóc và cũng như là cái kiểu tóc để mà mình sẽ tô vào đó. Sau khi đã vẽ xong những cái phần phác thảo tóc rồi thì mình sẽ cùng nhau chuẩn bị đến màu. Như mình đã nói thì hôm nay mình đã chuẩn bị ở đây là bộ acrylic maker của RTX. Và chúng ta sẽ cùng nhau vẽ theo cái kiểu tô màu tóc này. Trước tiên thì mình sẽ bắt đầu với lại cái màu cơ bản giống như là cái mẫu mình vừa cho các bạn xem. Mình sẽ bắt đầu với một cái màu xám xanh, kiểu như là nó là màu xám lạnh á. Sau đó thì sẽ dùng một cái màu đậm hơn rất là nhiều để mà đi một cái viền ở bên dưới và cũng như là tô màu cho nó sâu sâu xuống khoảng giữa phần tóc. Bây giờ thì lại tiếp tục dùng một cái màu đậm nhưng mà lần này là tone nóng nha. Để mà tô thì các bạn có thể tô như mình ở trên màn hình vậy đó. Theo mẫu thì chúng ta sẽ có cái sự chuyển màu từ màu lạnh sang màu nóng. Vì vậy cho nên phần ở phía dưới này, khi mà tô màu acrylic maker thì mình sẽ chọn những cái tone màu nâu và cũng như là các cái tone màu da để mà làm cái phần này nó chuyển màu đẹp hơn. Khi mà vẽ bằng màu acrylic maker thì có thể là cái phần chuyển màu này nó không có được mượt lắm nha các bạn, bởi vì chúng ta sẽ không có blend màu. Sau khi tô xong rồi thì bạn nào thích thì có thể dùng bút line nét để mà viền lại những cái phần chi tiết nổi ở bên ngoài của phần tóc này. Đợt trước thì sau phản hồi của mình thì RTX lại gửi cho mình một bộ mới và bộ này thì nó theo cái dòng cũ. Và bộ này thì sẽ nhiều màu hơn và nó có tới 60 màu lận. Loại màu này thì mình đã có review một set rồi, mà set đó thì ít hơn. Bạn nào muốn coi review kỹ hơn thì có thể quay trở lại cái video đó để mà coi review ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến một cái màu tóc nó cháy hơn ha. Mình sẽ chọn một cái tone màu nóng. Vì vậy cho nên những màu phối của mình ở đây sẽ chủ yếu là màu đỏ, đỏ cam, màu cam, màu vàng. Không biết các bạn có để ý hay không, nhưng mà khi mà các bạn vẽ tóc á, chúng ta hay chừa ra một phần trắng đúng không? Thì có thể là nhiều bạn chưa biết nó là cái gì. Thì thật ra cái phần màu trắng này nó hay gọi là phần phản quang ở tóc. Những bạn nào mà có đọc những cái truyện tranh manga mà thời xưa thì sẽ thấy là các artist sẽ đánh cái này giống tóc thật hơn. Nó kiểu như thế này đây. Khi mà tóc real các bạn có thể nhìn thấy ở ngoài đời nó giống như vậy. Còn bây giờ thì đa số mọi người sẽ chừa trắng giống như là mình vậy. Vẽ digi cũng không có tỉa giống như là vẽ manga hồi xưa nữa. Nhưng mà bạn nào mà vẽ màu chì thì chắc là sẽ vẫn còn biết cái kiểu tỉa tóc này đúng không nhỉ? Để mà nói thì cái chất màu acrylic maker của cái bộ này nó sẽ đặc hơn là cái bộ mới. Kiểu bộ mới thì nó dạng lỏng, còn cái này thì nó vẫn là cái loại mực truyền thống, cho nên là mực nó vẫn sẽ đặc hơn một chút. Bộ này 60 màu nhưng mà thật ra là cái bảng màu của nó chênh lệch nhau không có nhiều, và sẽ có các cái màu mà cái bậc màu nó ở gần nhau á. Vì vậy cho nên mà cái khúc mà dán cái nhãn màu vào cái thân bút thì mình khá là rối và dán lộn khá là nhiều luôn. Bởi vì các cái màu này thì nó gần nhau quá, không phân biệt nổi các bạn ạ. Nhưng mà thôi, có màu xịn mà lại còn nhiều màu nữa thì cũng vui, cũng thích. Mà đặc biệt là màu này nó còn đắt nữa. 60 màu là gần 1.200.000 hả? 49,99 đô. Ok, có đỏ thì phải có xanh. Bây giờ thì mình sẽ pick một vài cái màu ra để mà tô tóc màu xanh nha. Theo mình cảm thấy thì cái kiểu tô màu này nó khá là đẹp và cũng như là dễ ứng dụng. Không phải tỉa tóc quá là nhiều, sẽ hợp với lại vẽ acrylic maker. Kiểu như là các bạn vẽ cái tranh nhỏ thì vẽ mảng như thế này thì nó sẽ dễ hơn so với lại các bạn tỉa từng tí, từng tí, từng tí một á. Mình cảm thấy acrylic rất là hay khi mà nó có thể mô phỏng theo cái kiểu vẽ digi được nha. Các cái màu của nó cũng rất là tiện. Thật ra thì các cái chất liệu khác, ví dụ như là các bạn tô màu gouache hay là maker thì cũng có thể mô phỏng lại những cái cách tô màu trong digi, nhưng mà nó sẽ không có được nhanh bằng. Ví dụ như là gouache thì vẽ được, nhưng mà pha màu thì nó sẽ lâu với cả hơi khó cho những bạn nào yếu nghề. Còn maker thì nó lại không có cái độ che phủ nên mà các bạn đắp những cái lớp phía sau lên, cho nên là các bạn phải tính lại cái phần layer. Đấy, nhưng mà mình cảm thấy là cái kiểu tô màu này hợp lý với lại acrylic maker nha.
để mà nói thì cái kiểu tô màu trước của mình thì cũng có đó, nhưng mà mình thấy là nó sẽ không có đẹp và không có rõ ràng mảng như là cái kiểu tô này. Cái kiểu tô màu trước thì các bạn có thể flashback lại cái tranh cũ này ha, kiểu nó bị nhiều màu á các bạn, và khi mà mình áp dụng vào những cái tranh mà nó nhỏ hơn á thì nhìn nó sẽ bị rối mắt, bởi vì nó có nhiều màu quá, nhìn nó rất là linh tinh lộn xộn. Mình hay bảo với các bạn là nếu mà các bạn chưa có quen tô màu thì các bạn hãy pha những cái màu mà các bạn định phối ra trước đi. Kiểu như là các bạn cầm trên tay những cái màu nào mà các bạn định tô thì nó sẽ chỉ giới hạn trong vài màu đó thôi, chứ nó sẽ không có bị linh ta linh tinh, nó ra nhiều màu hơn cái số màu mà mình nghĩ. Bởi vì càng nhiều màu mà các cái màu nó lại rời rạc với nhau thì nó sẽ không có được đẹp á. Và với màu nước thì các bạn có thể pha cái màu ra trước để vẽ cho nó dễ hơn. Còn với acrylic marker thì các bạn có thể chọn màu ra. Ok, bây giờ thì mình sẽ thực hành một cái bộ tóc nó nhiều tóc hơn ha. Đây là cái tranh mà mình tô cái phần tóc theo cái kiểu tô màu này nè. Các bạn nhìn thấy nó có ổn không? Đấy, tranh này thì nhiều tóc, nhiều chi tiết hơn nữa nè. Gần đây mình cũng đang bị ạt lóc, cho nên là xin phép là mình sẽ dùng lại mấy cái line ạt của shop mình để mà mình tô màu nha các bạn. Đối với các cái dáng tóc thẳng á, thì tô nó sẽ đơn giản hơn, cứ áp dụng như là nãy giờ mình tô thôi. Mình cũng pick những cái màu giống như là những cái màu mà ở đầu video các bạn thấy đó. Khi mà mình tô qua cả một bộ tóc á, thì mình sẽ phải chú ý đến nhiều điểm hơn. Ví dụ như là tóc ở trên, ví dụ như là tóc đuôi ở phía sau, hoặc là sẽ có những cái phần xử lý tóc ở sau gáy nó nền nó khác hay gì đó. Thì cái đó thì sẽ tùy theo cái thói quen của các bạn ha. Và có một số bạn thì sẽ tô nguyên cái bộ tóc nó cùng một tông màu, có một số bạn thì sẽ chia cái phần tóc ở phía sau ra, như trong những cái video clip trước mà mình hướng dẫn các bạn về cách mà mình tách những cái phần ra để mà mình tô tóc cho nó dễ hơn á. Nếu như mà bạn nào có quan tâm thì các bạn có thể xem lại những cái video đó cho nó rõ hơn ha. Đấy, thì sau khi mà mình line nét ở bên ngoài xong thì coi như là mình đã xong một cái bộ tóc thẳng nó cơ bản với kiểu tô này rồi. Cũng khá là nhanh luôn á các bạn. Không biết là có bạn nào mà dùng acrylic marker mà vẽ mấy cái tranh mà kiểu như này giống mình hay không. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ chia sẻ cái kiểu tô này bởi vì mình thấy là nó khá là hay. Mặc dù mình biết là đa số các bạn sẽ không vẽ và không dùng acrylic marker giống như mình đang vẽ ở đây nhiều. Nhưng thôi, chúng ta lại biết thêm một cái kiểu tô màu mình áp dụng qua những cái chất liệu khác nó cũng rất là đẹp đúng không? Các bạn có thể tham khảo những cái cách pick màu ở trong cái cách tô màu này để mà mình pick màu cho những cái cách vẽ tóc hoặc là vẽ trang phục của mình chẳng hạn, nó cũng sẽ rất là đẹp và phù hợp luôn. Mong là những cái chia sẻ trong video này cũng như là những cái cách tô màu này nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn tập luyện tô màu, và cũng như là đối với lại những bạn nào vẽ acrylic marker thì có thể có thêm một cái cách tô màu làm cho các bạn cảm thấy hứng thú hơn với việc vẽ. Về màu và cũng như là các cái họa cụ mà mình đã sử dụng ở trong video này, ví dụ như là sổ sketch hay là giấy mà mình đang vẽ đây, thì mình sẽ để ở link bên dưới video ha, cho các bạn nào quan tâm và cũng như là muốn tìm kiếm về cái sản phẩm này, các bạn có thể nhấn vào phần bình luận để mà xem mình có gắn link ở bên dưới ha. Ok, thì video cũng sẽ đến đây thôi. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những cái video sau của mình nha. Bye bye, see ya.